Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần tica đỏ đời đầu. Bạn dùng câu lục bộ cần này. 8 khoen cả đầu alo. Độ cứng 7, chiều dài 39. ISO khuyên đo Kando sản xuất đây các bạn. Đây đầu chuôi đây. Đi cần. Rất nhẹ. Thì các bạn đánh lục đầu cần bóng bềnh. Đánh bềnh có hợp lý. Nhẹ. Đo kích thước đây. Đốt ngọn đấy. Kết hợp mà đây gọi tica đỏ rất nhẹ, cần cho bạn xem. Hai trăm bảy mươi sáu gram nhẹ. Câu lục đầu cần một cái máy tầm 4.000 nữa là giặt đỡ mỏi. Đốt ngọn này, đó đốt ngọn rồi. Hai ly rưỡi rồi ạ. Hai ly rưỡi. Tica Kando. Bát vặn các bạn nhé. Vặn dưới. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh để giới thiệu các bạn cần tica Kando đỏ. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.